được rồi. Dũng mày nói không được à? Cô ca ơi, để anh Hiếu ngủ đi. Cô ca. Thế tôi ăn thế nó ngon. Nào đưa bà. Thì Dũng ơi, thôi, đậu mình ra là được xô. Nếu mà làm không dài à nhỉ? Ra quay video đi. Thôi anh ra đi. Nhớ hai lần đổ nhé. Từ, giờ xem bà gói là gì đã. Mà không gói ở đấy còn mọt, chúng mày không gói được con ạ. Bà khinh thường cô. Mọt đi lấy gạo đi. Ờ, lắng nghe. Phải luồn lá vào, đẩy khuôn xuống không rồi đổ phần bên trong, ông lấy cái khuôn ra là gấp vào. Thôi cứ để đây, anh nhà nào mới phải nhấc ra mà. Ai anh đi lấy gạo đi. Mọt chúng anh làm rồi. Đi mà, đi đúng không, bị bé. Hôm nay nó lấy nước trắng nước cái gì? Đừng có để nhiều đỗ quá. Đội lấy tí. Ngoài không nghịch đúng không? Ô bà cho con miếng này nhé. Đây nhỏ đi bà. Từ từ anh mang ra đi, anh mệt anh quá. Bà nhé. Đây nhỏ. Bó chân bó tay với nhà ông luôn. Một miếng thôi nhá, không cần nhiều đâu. À, con lấy miếng này nhá. Lấy miếng đấy cho gói một cái thôi, xong là thôi. Vâng. Nhét cái nồi nhét vào xuống. Rồi đi lấy gạo nhanh xuống. Chú nhét, tiện. Đi lấy gạo, chơi cho mày xong.